Á Pháo lại tiếp tục công việc của khu vực bếp núc các bác ạ. Đấy. Hôm nay thì không thấy là có thêm hai chú thợ nữa đến làm cùng. Đây chắc là xây một cái đường móng ở đây. Sau đó xây gạch lên và nước sẽ chảy theo lối chân của các chú kia đi. Mưa quá các bác, sáng thì mưa khá là to. Tại vì hiện tại thì trời bắt đầu là nắng đã ráo lại rồi. Ôi trời. Khoan được không anh Báo? Khoan được không? Khoan được mà. Nhưng mà phải có cái máy khoan này thì mới phá được. Ừ, xin vâng. Bé già chào chú Khâm hai đời, chào các bé nhá. Thế nào rồi, chỗ này thì bây giờ phải phá đi hết gì? Vâng, phá chỗ này một tí nữa thôi. Ừ, chắc xong rồi. Con này thì vẫn kệ nó. Con này kệ nó. Vâng, con này vẫn không vỡ cái gì đâu. Ừ, ừ. Vấn đề nó như thế, mình kênh để củi. Thằng này vuông vắn hơn hẳn bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, vuông hơn mấy dưới rồi đấy. Ừ. Vâng. À, không đúng. Hôm qua không cũng vừa trò chuyện với bà Hiền, bà cũng làm cho Á Pháo to phết đấy. Bà thì bà vẫn rất là thương, quá thương nhiều, bà vẫn quá cho nhiều rồi. Ừ. Thế chào các bà các bác các Á ông. Á Pháo xin chào các ông các bà các bác, các cô các chị tất cả mọi người. Á Pháo xin chúc các ông các bà các bác, các cô các chị tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Ok. Á Pháo xin cảm ơn các bác, các cô, tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi. Hôm nay nói to một tí nhá. Do thì là Khởi dạo này cũng nhiều việc quá các bác. Vâng. Là sáng nay Khởi không đi cùng Khâm được. Khâm mà đi xóm một mình phải vào gấp mọi người ạ. Tại sao phải vào gấp? Vào để nói về câu chuyện là mẹ, con bỏ mẹ của em Sinh. Thật sự là một cái diễn biến của nó quá nhanh luôn. Khâm cũng không lường trước được. Đây hiện tại các bác không thấy rồi đúng không ạ? Đấy, con bò con đâu? Bồn, đây, con bò con thì vẫn khỏe mạnh. Bồn. Đấy, con bò con vẫn khỏe mạnh. Mẹ thì... Con bò của Á Pháo đây. Đấy, con bò mẹ của Á Pháo. Là... vẫn không bị sao gì? Vẫn không bị. Nếu mà để lâu thì sợ lây cho cả đúng hai con này. Bò này giống như bị... những gì nhận bị thì mình vẫn sợ thôi đấy. Giống như mình đấy. Thấy cả người thì vẫn sợ thôi. Mọi người nên hiểu và thông cảm cho... hành động của Á Pháo cũng như là của Khâm nhé. Đây là hai anh em hôm qua là cũng không có hỏi ý kiến nhiều mà tối quá rồi. Thì thôi cứ tiến hành quyết định luôn cái phương án của tối hôm qua. Còn bây giờ Khâm sẽ túc tắc là Khâm chia sẻ cho các bác nhé. Con bò của Á Pháo này là con bò của nhà nước đúng không? Vâng. Nhà nước cho về nuôi. Đây bấm tai đây các bác thấy bấm tai đây. Đấy, khi nào mà bà nước về nghiệm thu là phải có ở đây, không là người ta sẽ yêu cầu là bồi hoàn lại số tiền 20 triệu nhỉ? Bò nhà nước cho ấy. 19 triệu 200 đấy. Vâng. Nếu như về người ta không thấy nữa, Á Pháo không có số tiền lớn này để trả cho nhà nước, nên là nếu mà có bò này ốm đau bệnh tật là phải gọi luôn cán bộ thú y trên cán bộ phụ trách thú y ở trên xã ấy, về để nắm bắt tình hình. Bò em Sinh thì được chú Minh và cô giấu tên tài trợ và mình mua con bò với số tiền là 8,5 triệu đấy đúng không? Đúng rồi. Thì đến thời điểm hiện tại là được hơn 4 tháng, sắp được 5 tháng rồi nhỉ. Con bò rồi. Con nó lớn như kia rồi. Vâng. Con bò mẹ thì phải nói rằng là thời gian đầu về đây thì thay đổi cái môi trường so với cái vườn trải bên dưới này là khác nhau. Trên kia mát, trên này nóng hơn rất nhiều. Vâng. Về lại chăm thêm đứa con bò con kia nữa thì lại gầy đi. Sau đó thì Khâm lấy cái số tiền của chú Minh ấy cho gia đình để mà mua cám các thứ. Và dần dần cái con bé bé kia lớn dần thì nó ăn sữa mẹ ít hơn. Thì bắt đầu là con mẹ lại nó lại béo lên trở lại một chút đấy. Đấy. Thế thì sau đó thì khi mà bàn giao xong nhà Á Pháo, số tiền còn dư không có video, các bác có thể xem lại. Thì là bàn giao cái số tiền còn lại của chú Minh còn dư ấy, để cho gia đình là chăm lo cho hai mẹ con bò em Sinh. Đó. Thế hôm nay Khâm vào đây Khâm báo cáo với các bác thì là con bò mẹ là bị
viêm da nổi cục. Vâng. Mà nó diễn biến rất nhanh. Đấy. Cái đấy thì mình không xem. Mấy ngày hôm nay khi mà em vào thì vẫn cứ xem, vẫn thấy bình thường, nhưng mà mình không để ý là nó có vài cục. Đúng rồi. Mới nổi thì nó li ti lên. Sau đó thì là đúng ngày hôm qua là A khi mà A Páo gọi cho Khâm là bắt đầu là bò không ăn với lại bị tiêu chảy. Vâng. Thế thì Khâm có bảo A Páo là Khâm lại có gọi cho anh thú y ở trên xã. Đấy, thì anh bảo là bây giờ là em phải đi mua thuốc trợ sức với lại thuốc tiêu chảy về để tiêm cho con bò. Thế thì có điện lại cho A Páo. Thì A Páo thì hôm qua ấy, công việc ở đây cũng làm anh Páo ở đây để xem đến tối. Đến chiều tối thì về là con bò nó không ăn này, con bò nó đi ngoài, đi lỏng. Thế thì bắt đầu là A Páo suy đi nghĩ lại rất là nhiều. Trước đó thì con bò mẹ của Sinh là đã có người về hỏi mua là bao nhiêu nhỉ? 13 triệu hay bao nhiêu? Nó cho 13 triệu không bán. 13 triệu lại không bán. Vâng. Bởi vì rằng là lúc đấy thì nó vẫn Nó khỏe, nó chưa bị đúng không? Vâng. Thì nó dạ như thế nhưng mà mình vẫn không bán đâu. Con bé này thì họ trả cho 9 triệu các bác. Thế thì là tính ra nếu mà lúc đấy bán cả cặp thì vẫn được khoảng 22 triệu một cặp này. Đúng rồi. Đấy. Đấy là họ gọi là họ thương lái họ về trả nhá. Còn mình đem mình tự mua bán với lại người dân thì nếu mà có ai ưng thì có khả năng phải được 23, 24 cũng có. Nhưng mà thật sự rất là tiếc vì dịch bệnh không ai lường trước được các bác. Dịch bệnh cháu Khâm cũng không thể lường trước được, mọi người hết sức thông cảm, không thể trách cháu Khâm hay trách A Páo. Vì phải thừa nhận rằng là lúc em bàn giao cái đôi bò này với lại tiền còn lại cho ấy, thì lúc đấy đôi bò vẫn rất là đẹp. Con bò mẹ còn đẹp hơn cái lúc mới về đây chăm con đây này. Đấy. Thì nó vẫn đẹp vẫn béo. Vâng. Thế thì ai ngờ được rằng là, nhưng mà ở trên này có ai bị nữa không? Vẫn có chứ, con hai nhà trên đấy nó vẫn bị, nó bá hết rồi. Chỉ nó có một con bé hay con này. Vâng, một con vẫn lớn một tí con này thì... Nhưng sao bò mình lại bị được nhỉ? Cái này thì khó nói nhỉ. Bò này thì không phải là mấy năm nay thì năm nào vẫn bị một lần. Đúng rồi, biết là như thế, nhưng mà mình ở đây cũng xa mọi người mà. Có trang đi chăn đi thả gì không? Con Sinh nói bảo là vẫn để trong chuồng như thế thì giống như mình trước nhà thì mình đi bổ với không biết đi thì vẫn ra nó đi chăn thì mình thường em vào đây toàn thấy nhốt ở đây thôi mà. Đi lúc nào? Đi hôm qua sáng đi. Hôm qua nói là không thể nào mà hôm qua đi là bị lây được. Trước đó có đi không? Trước, mấy tuần trước có đi không? Không, mấy tuần trước vẫn đi mà. Nhưng mà cái đấy thì mình không biết là nó có bị không. Thì lúc bị thì mới biết là nó vẫn bá thế rồi thì mới vào. À, nghĩa là trên xóm thì họ cũng bị. Vâng. Nó bò vẫn không phải là... Tức có nghĩa là nhiều con. Thi thoảng là chiều về là không mưa, không gió là Sinh lại cho hai mẹ con này đi chơi ấy gì? Vâng. Dắt lại dắt đi ra đồi trên kia chơi. Vâng. Thế có gần bò của họ không? Nó vẫn thản mà. Ôi giời ơi, thế thì lây. Lúc đấy nhưng mà mình vẫn... Con co to của anh có thả đi không? Cô thì... Cô to đấy thì vẫn không. À, con đấy. Này mình nhốt đúng không? Vâng. Đây con bé thì hiện tại vẫn rất đẹp nhá. Thôi thì thế này nhá. Bây giờ thì là... Anh phải cái số tiền còn lại còn không? Còn... Cần 9, bán 9 triệu. Con bò này bán, con bò mẹ là bán 9 triệu rồi. Vâng. Nhưng mà thế này, bây giờ là anh trích ra chắc khoảng 150 tiền đi mua thuốc khử trùng về. Phun hết. Vâng. Bảo khử trùng chuồng bò ấy. Vâng. Em bảo là phải làm nhá. Vâng. Em không còn quỹ rồi, em vào đây em góp ý cho với lại em phải có trách nhiệm, em vào đây là thông tin với chú Minh cũng như là cô giấu tên thì đôi bò của mình không may mắn là con bò mẹ là bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Thế thì trước khi là xuất chuồng chiều hôm qua thì cũng bảo A Páo trích xuất được, trích xuất camera thì không nói. Chỗ A Páo đợt trích xuất camera thì là con bò mẹ đấy là khi mà béo lên một chút thì lại có dấu hiệu là ăn túi bóng đúng không? Vâng. Ăn túi ni lông ấy. Vâng. Thì A Páo có trích xuất cho Khâm xem một đoạn. Và sau đó chiều hôm qua là Khâm cũng không vào đây được vì cũng muộn rồi thì A Páo cũng... quay được một chút khi mà hình ảnh con bò mẹ cuối Khâm sẽ gắn vào đây khi mà bị viêm da nổi cục kia thì tối về là nó mệt, nó không chiều về nó mệt, nó ỉa chảy nhiều và nó không ăn cỏ. Vâng.
Thì A Páo liên hệ gấp với lại ai, anh thấy rằng là mua thuốc thì không ổn, thế mà bây giờ mà nó có tình trạng như này thì sợ không may là nó chết đi thôi, thì là mình sẽ không được nhìn nào mà bò chết kia phải mang đi chôn. Đúng rồi. Đấy, chết bò vì chết bệnh thì mang đi chôn. Không mua đâu. Ừ. Vâng. Thì cuối cùng là A Páo gọi cho Khâm cũng chập tối rồi. Thế thì em không vào đây được. Vào không giải quyết được gì mọi người ạ. Thế A Páo bảo bây giờ là anh đi hỏi cái ông đợt trước hỏi mình mua bò xem cho 13 triệu kia. Xong cái ông ấy lên thì là xem ông ấy còn mua không. Thì ông ấy lên thì ông bảo con bò này bị bệnh rồi, thì bây giờ ngày mai là chợ thì tôi chỉ có mua rồi là tôi mang. Nói thẳng với các bác là họ mang đi họ thịt cho họ đi bán thịt. Bán thịt đấy. Thế thì họ chỉ trả được cho 9 triệu. Vâng. Không tăng, không tăng. Không. Thì A Páo cũng gọi cho Khâm. Thế Khâm không biết làm nào. Khâm phải thưa mọi người rằng là bây giờ là nếu mà mình không cho A Páo bán, chẳng may là đến tối sáng hôm sau nó nằm lăn ra đấy, thì mình còn vất vả mình mang đi xử lý đấy, mình mang đi chôn đấy. Cái mà hai nữa đi chôn phải đi xin hai ba người về cùng. Mà hai nữa thì là sợ nó lây, để nó lúc nó nằm xuống đây rồi thì mầm mống bệnh tật nhiều quá thì lây cho cả hai con này. Đúng bây rồi. Giờ nhá, hai con này rất khỏe. Vâng. Anh sẽ phải đi mua thuốc. Đấy, con này vẫn ăn tốt đây này. Anh vẫn phải đi mua thuốc khử trùng về phun quanh vâng. Khu vực chuồng trại này hết nhá. Vâng. Cũng quá nguy hiểm rồi. Đấy, hai con bò này nữa thế nào. Thì là thông tin với các bác là con bò mẹ là anh Páo bán được với cái giá 9 triệu. Nếu mà so về đợt nó còn khỏe thì mình lỗ 4 triệu. Lúc nó khỏe thì mình biết là nó bị như thế thì mình báo chứ thì mình vẫn... Ai mà biết được. Đúng thế, đi chăn thả về lúc vâng. Cái mầm mống nó bắt đầu nổi cục bé thì không biết được. Đến lúc nó bị nhiều lên là nó không ăn nữa. Đúng rồi. Thì lúc đấy kể cả mình đi mua thuốc về tiêm em nghĩ là không khả thi lắm. Viêm da nổi cục thì có hỏi anh thú y thì bệnh này là lây truyền nhá. Về đấy thì mình mua thuốc về tiêm nó vẫn không... Khỏi nhưng mà gọi là bị ít, phải đúng tiêm rồi. Nhanh vâng. Chứ còn mình là bị lên nhiều quá. Lúc đấy thì mình đang làm mềm mềm nữa thì cho nó vẫn không thì lúc mình siêu ốp lúc đấy thì nó vẫn bị lao ra, bị to ra rồi thì lúc đấy thì sát tối rồi thì mới gọi cho em thì em vẫn đa bẩn việc thì em vẫn ra không được. Thực ra là tối là em không về được đâu đúng đi rồi. Đường xá xa xong là mưa xong là công về nhà còn công về nhà nữa thì cũng các bác chú Minh đặc biệt là cô giấu tên phải thông cảm cho Khâm. Nếu như anh em mình không quyết định như hôm qua ấy, chẳng may thôi nửa đêm tối qua con bò nó lăn ra, nó bị chảy nhiều mọi người ạ và không ăn cỏ. Thế là sáng hôm sau này là A Páo này còn phải dành một buổi ra còn mang nó đi xử lý, không được nghỉ nào. Vẫn biết là bây giờ bán đi có thể là họ mang đi làm thịt, chắc chắn là mang đi làm thịt rồi đúng không? Hôm nay chợ mà không con bảo là nó bảo là bán thì nó mổ hôm nay bán thịt thôi, không thì này mai ngày kia thì không có chợ thì nó vẫn không mua. Thì cái đấy thì mình không biết thì, bên mua thì lúc nó chết thì cái đấy thì không mình vẫn không bán được. Không biết bên mua thì họ mua về để làm gì, nhưng mình chỉ nghĩ rằng là A Páo này bán cho anh kia họ chỉ mang đi làm thịt thôi. Còn việc của mình thì là có người hỏi bán bằng giá đấy thì mình mua thôi. Mình cũng không gọi là cố ý rằng là xuất cái con bò bệnh đi cho người ta ăn đâu. Bây giờ thì nếu mà không làm như thế, cái các nhà hảo tâm cho em xin thưa mọi người rằng là một cái số tiền để mua đôi bò 18 triệu 500 này. Bây giờ tự nhiên về một thời gian, sắp được 5 tháng, con bò bê bé nó lớn như này. Con bê mẹ, con bò mẹ thì sắp là động dục tiếp. Nhưng mà bây giờ mắc bệnh thì có người hỏi bán bằng cái da đấy thì Khâm cũng phải quyết cho anh Táo rằng là thôi bán đi. Không là để càng bệnh ra thì tình hình nó căng quá. Đúng rồi. Thế cuối cùng thì là quyết định bán. Bây giờ dự định cái 9 triệu đấy thì làm cái gì cho sinh? 9 triệu đấy thì cho sinh nhưng mà nó vẫn bé như thế thì nó vẫn không biết đi mua cái gì. Nó vẫn đưa cho nó thì nó vẫn tiêu hết thôi. Thì vẫn để giữ cái đấy. Để anh làm việc của anh đây xong thì đi tìm mua một con bà cái giá tiền đấy. Cho nó mua về để mình nuôi con này thôi. Bây giờ cái bằng giá cái số tiền đấy sẽ mua được một con tầm này nữa này. Vâng.
một con tầm này tiền. Con này họ trả cho 9 triệu đúng không? Vâng. Mình mang đi sau khi mình bán còn được cao hơn đấy, bán cho người dân ai cần đấy. Con bò này cũng rất đẹp này. Đúng rồi. Thế thì tổng như là con kia 9 triệu, con mẹ 9 triệu, con 9 triệu. Là tổng cộng đến thời điểm hiện tại là vẫn 18 triệu. Vâng. Thế thì đợt vừa rồi là chăn bò, cắt cỏ các thứ thì vẫn lỗ 500. Cái đấy thì... cái này không lường trước được. Làm ăn kinh doanh còn lỗ nặng mọi người. Chứ đừng nói là chăn, từ lúc mình luôn chăn nuôi ở mình nông vẫn, thôn. Mình vẫn, nó vẫn bị như thế thì mình vẫn không biết làm như nào. Mình biết khi nó sống tốt nhưng mà nó vẫn ra củ như thế thì... hôm nay Khâm vào đây thì coi như rằng là cập nhật cho các bác biết là con bò mẹ không còn, nhưng trên thực tế là mình chưa mất đi, gọi là mình chưa lỗ đâu. Mình bán được con mẹ 9 triệu, thế là số tiền này A Báo là dự định kế hoạch là mua một con bò bằng cái số tiền này nữa về để cho sinh. Thế thì chắc phải mua một con bò cái. Đây là bò đực rồi đúng không? Đúng rồi, đây là bò đực. Mua một bò cái thôi. Bò cái thì bò cái rẻ hơn bò đực thì 9 triệu chắc là cũng phải được một con bò cái xíu xíu. Con ly khi còn lớn hơn con này một tí. Vâng. Thì kế hoạch mình sẽ đi mua lại, không mà mua lại được thì Khâm sẽ tiếp tục quay phim cho các bác xem. Thế nào lúc nào anh về của anh là đây xong thì lúc nào anh đi tìm đùa thì anh vẫn gọi để cho em giao xem trực tiếp luôn. Dạ. Vâng. Để cho nó các bác xem. Tối qua mà không cho anh bán cũng không được. Anh không bán mà trước anh... kia anh không cho thì trước kia anh vẫn bị anh vẫn chu hai con rồi, chu một con à. To hơn một con này, một con bé tí con này cũng bị nổi cục này chết. Vâng, bị vẫn mua thuốc về tiêm nhiều tiêm nó chết rồi thôi. Mua thuốc về càng tiêm nó càng ngày càng không ăn. Vâng, mù nó vẫn ran nước nhiều nữa. Vâng, thì thế thì hôm qua anh báo trình bày như thế, thưa các bác rằng là khó cho Khâm không bán. Thì anh báo đã có kinh nghiệm gặp phải trường hợp như thế rồi, thì chẳng may nó nằm lăn ra đấy, anh báo là phải mang đi chôn, vất vả anh sinh lại còn không được nghìn nào. Bây giờ mình bán thì mình vẫn còn 9 triệu đồng để mình mua tiếp một cái con bò cái mới về cho sinh, tiếp tục là làm lại. Đợt này về là phải phun thuốc các kiểu nhá. Vâng. Sau đó thì thôi, bây giờ dịch thì không thả nữa, cứ chịu khó đi cắt cỏ về cho nó ăn ở chuồng thôi. Vâng. Rồi thả nó đi thì áp áp và sinh và để nó ở trong nhà suốt thì sợ nó không vận động, nó không lớn. Đúng. Thế cuối cùng là về thi thoảng là mình cứ thấy hay thì lâu rồi em không thấy, bởi vì bây giờ ngô nhiều thì kể cả có cho đi rừng thì không nhìn thấy. Vâng. Trước đây đời nó trống thì còn thấy sinh cũng thay mang đi ấy. Con bò của A Báo thì bận thì không có thời gian thì không mang đi. Nhưng chính vì nhốt ở nhà mình lại không bị bệnh. Vâng. Cho đi tiếp xúc với những con khác ở trên kia thì lại bị bệnh. Vâng. Đây vẫn còn được to thì vẫn có nhiều người mua bò bị uống như thế nào, rác đi qua vườn, nó đi qua xe ô tô chở bò bị, bò không bị vẫn vào được gần này thì mình vẫn rác. Nói tóm lại họ đi qua thì mầm bệnh sợ. Nó sẽ có đúng không? Vâng. Giống như gà bị dịch thôi, chỉ cần họ chở gà dịch đi qua đường thôi là đàn gà của mình đang khỏe tự nhiên là cũng dính dịch. Cái đấy là sự thật. Vâng. Chỗ Khâm cũng gặp nhiều. Thế thì hôm qua nếu mà không bán còn chẳng may là nó sợ lây lan, bị càng nặng nó càng yếu thì vi khuẩn càng nhiều, nó lại lây lan mấy con khỏe của mình. Nhưng bây giờ cái tình trạng là vẫn có nhá, trong phòng này là sẽ có vi khuẩn, vi khuếch, virus các kiểu, là anh phải mang một thuốc về phun nhá, là cái thứ nhất. Chịu khó đi việc ở đây nhiều nhưng mà vẫn phải lo cho cái tài sản của mình nhá. Chẳng may con bò của nhà nước cũng bị nữa thì anh làm thế nào, đúng không? Vâng, chứ đấy thì tí anh đi mua về phun luôn. Rồi. Không nhớ ra thuốc thú y bảo họ là mua thuốc phun chuồng bò khử trùng các thứ ấy. Vâng. Nhé. Vâng. Đấy là cái về hai con bò còn lại bây giờ phải biết rồi thì phòng ngừa thôi. Còn nếu mà hôm qua không bán thì tối hôm nay họ khả năng họ không về lấy, bởi vì ngày mai không phải là ngày chợ gì. Đúng lại rồi. Hết tuần trên này thì chợ phiên các bác. Vâng. Thế thì cũng phải ghi hình để báo cáo với các bác. Trên thực tế là mình cũng chưa lỗ đâu, mình còn tiền để mình mua tiếp. Chẳng qua là con bò mẹ kia bây giờ nó bệnh thế thì mình phải tìm giải pháp phù hợp nhất. Vâng. Thôi cố gắng giữ cái số tiền kia, khi nào làm xong chỗ này thì anh em mình lại đi tìm mua một con về nhá. Vâng, cái đấy thì mình vẫn giữ được các bác cho thì mình vẫn tiền là tăng hết thì các bác cho vẫn... Cái này thì cũng phải đáng đính chính lại thì là A Báo hộ sinh quản lý thôi mọi người ạ. A Báo hộ sinh quản lý với vai trò là người chú. Sinh thì nếu mà sinh không biết gì mà cứ chăm như thế con bò
nó xảy ra như thế thì Sinh không giải quyết được gì. Thế cứ áp báo cái số tiền thì anh cứ cầm lên thế thì nó không đợi biết mua đâu. Hôm nào mua được thì không sẽ tiếp tục không về quay phim. Dạ vâng. Lúc nó cháu. Đi chơi lúc mình bảo nó thì nó đi cá một tí còn về không bảo thì nó vẫn không biết. Vâng. Thôi tiếp tục làm việc thôi. Vâng. Chứ không ghi hình thì thưa các bác là nếu mà vào đây còn có anh Công anh Đức nữa, lúc nào cũng đồng hành với mình mà. Sẽ có bác hỏi là con bò mẹ đi đâu thì không, các bác lại nghĩ rằng là áp báo bán đi hay là như nào, hay bò chết mà không báo các nhà hảo tâm thì cũng không được. Thì hôm nay thì mình gọi là vẫn còn số tiền 9 triệu, mình vẫn chưa mất đi đâu cả. Sẽ lên kế hoạch tiếp tục mua một con bò cái nữa về cho em Sinh nuôi. Không, cảm ơn cô Giáo Tuyên cũng là chú Minh, các bác lấy sức thông cảm với anh em mình. Tôi bò này thì không, sau khi bàn giao cho thì không, cũng không còn trách nhiệm được. Kể cả là Sinh yêu cầu bán thì nó cũng là bò của Sinh thôi. Vẫn vào để mà ghi hình cho các bác được biết. Xin chào. Thôi thì con bò thì đợi chú báo chú mua cho con khác nhé. Thế mình là bây giờ không thả đi nữa nhé. Thả đi là bị bệnh đấy. Ôi giời, hai cô bé này môi son đỏ thế. Môi son đỏ thế à? Bây giờ là xây gạch lên trên à? À bao? Dạ. Xây gạch lên trên cái đường này luôn này. Vâng. Ở nhất mà. Nước là chảy chỗ chân anh đúng không? Đúng rồi. Rãnh bé quá không? Dạ. Rãnh bé quá không? Đây á? Hả? À? Không, bây giờ đi. Anh ấy đang đi nó chữa đấy thì lúc nãy vẫn bảo anh xây gạch thì cho bên này. Nhưng mà bây giờ đến là như thế thì mày cứ phải. Thế mà dây gì đã đâu? Nó sọt ra nó lên xạ. Ra nó lên tàu. Mưa gió là chỗ này rất bẩn. Có bà Hiền tài trợ chỗ này nữa thì cái khu vực này sau này cũng sẽ rất là sạch sẽ rồi. Các bác góp ý bảo cái nhà kia anh không làm bàn bếp ga nữa, chuyển về đây làm bàn bếp ga đun ga ở đây luôn. Thực ra góp ý thì rất là nhiều thôi. Nhà này này. Nhà này. Đun hết vào đây. Còn kia thì không gian có thể là nhà kho, có bác thì bảo là áp áo đón cả bố mẹ về cùng ở kê một cái giường ở bên đấy. Thành ra mọi cái góp ý của các bác thì không, rất là cảm ơn thôi. Thì còn hiện tại áp áo thực hiện như nào là quyền áp áo thôi. Thế đấy thì mình làm thế nào vẫn được. Nhưng mà chỗ đấy thì bà Vega thì vẫn để chỗ đấy. À, đôi nước qua trong kia đúng không? Vâng. Bây giờ thì mình để trông nhau như thế thì mình lau cả cán nữa thì vẫn đèn hết. Một hai tuần nó thì nó để chỗ này xây lên thô lên, xây thô lên thôi, lợp pro vào. Và thế thôi. Xong là đun củi mới lại đun cám lợn các thứ. Vâng. Cho nó tiện, cám lợn, cám bò. Vâng. Đây anh Công vào chưa? Lúc nãy vừa gọi điện cho anh Công, anh cứ bảo là anh Công vẫn vào mà. Hôm nay vào gì? Vâng. Mấy hôm nay mưa nhiều quá các bác ạ. Nhà trơ thì thứ hai mới bắt đầu là cho thợ về làm. Anh Dế hay gia đình lại xem ngày. Hôm nay bảo thợ xuống làm rồi gia đình lại xem ngày. Anh Dế lại gọi cho anh Mỹ. Mỹ gọi cho em. Anh Dế của anh trơ á. À. Gia đình xem ngày á. Xem ngày làm nhà. Và là lùi lại một hôm. Vẫn như mình tính ra thì xem ngày mình vẫn phải đi làm thì mới được ăn. Không xem ngày mình vẫn phải đi làm thì mới được ăn. À. Không phải là xem ngày tốt thì mình ở nhà suốt thì có thứ ở đâu ra ăn. Đúng rồi, áp báo đời này làm đến già áp báo là cũng không xem ngày đâu nhỉ. Không. Từ lúc nào nên làm đến đây thì không xem ngày nào cứ cả. Ngày nào vẫn còn thức dậy, vẫn còn sức khỏe là cứ làm thôi. Vâng. Thôi thì gia đình nó cũng có một yêu cầu rằng là lùi lại một hôm thôi thì em cũng không có khắt khe. Sợ bảo lùi lại tháng sau mới làm thì lâu quá.
Bỏ lùi lại tháng 6 á? Không, lùi lại một hôm thôi. À. Cho nó yên tâm đi. Thì ra trên này thì mọi người làm nhà không động thổ, không cúng thổ công, thổ địa gì hết các bác ạ. Cứ thế mà làm thôi, mỗi nơi một khác. Như Khâm người Tày thì làm nhà bắt buộc cũng phải cúng động thổ đấy. Cúng động thổ thì tùy từng nơi. Ví dụ như thầy Phúc, thầy cúng thì thầy dùng hoa quả, thầy cúng. Còn như Khâm chẳng hạn thì cúng lại cũng phải có con gà, ít hoa quả, hương nhang các kiểu là chỗ nào cũng có. Thì bây giờ chờ phụ xây thì nó cũng không quyết định đâu. Chẳng qua là chắc là bố mẹ bảo tìm lui lại một hôm, chắc thứ hai này là ngày tốt hơn. Nhưng mà anh nghĩ ra là ngày tốt ngày không tốt mình cứ phải là ăn, vẫn đúng là tìm mình thôi. Thế là mình vẫn là do mình hết đúng không? Vẫn do mình thôi, mình với suốt ngày đi làm thì vẫn được. Mình suốt ngày ở thì có đâu ra? Được ăn. Từ gì có áp áo càng ngày càng cao hơn mọi người ở trên bản rồi. Vẫn phải thay đổi một cái tư duy nữa là ốm đau thì không cúng nhá. Không. Chỉ đi viện thôi nhá. Đi viện, đi tiền thôi. Mình cũng nhiều mất tiền nhiều lắm. Chuẩn. Giống cái đấy, anh đi khám, anh bị gan nhiễm mỡ kìa. Cúng thì làm sao mà biết được gan nhiễm mỡ? Cái đấy cúng thì... Cái số ngày cúng nó vẫn không biết khó đâu. Chính xác. Vâng. Cúng thì thầy cúng làm gì biết rằng là khuyên anh ăn ít mỡ, rồi là khuyên anh gọi là sinh hoạt điều độ hơn. Làm gì thầy cũng biết viêm niêm mạc dạ dày là gì đúng không? Đúng rồi. Rồi là cúng về lại còn uống rượu, mới ăn thêm thịt vào lại càng thêm bệnh. Đúng rồi. Không thế à, bà con cúng là cứ phải đôi cân thịt lợn này, đôi con gà này, mất tiền cho thầy cúng nữa. Ở đây đi khám thì mỗi mất tiền khám với tiền mua thuốc thôi, nhưng nó là chính đáng. Các bác sĩ khám bệnh của mình cho mình rất là chuẩn. Đúng rồi. Chỗ kia lại ấy quá, sát quá. Không, lúc nãy bảo là chỗ kia thì mình mới dùng tí đá làm móng. Bên này thì mình không cần, mình xây hai bia gạch đây thôi. Thì nó mới không nả thì mới không cần. Thế đấy thì mình... Thế ránh nước là chạy qua cái chỗ chân anh đang đứng kìa. Vâng, gạch thì mình xây bên này thôi. Nước thì vẫn chảy bên này thì thế nào. Nó tầm 50 phân. Rồi. 50 phân đấy. Thế mấy đứa nước ở trên đường họ chảy xuống thì cũng không sợ rồi. Mình sai kệ như thế thì không sợ rồi. Nhưng mà mình không... Nước trên đường chảy xuống bao nhiêu nó sẽ chạy theo cái rãnh nước của mình đi này. Vâng. Chứ nó không vào nhà của mình nữa. Đúng rồi. Sai như thế thì... vẫn... tốt hơn nhiều. Quá tốt rồi chứ. Vâng. Mưa to mình vẫn không sợ đâu. Rồi. Vâng. Nhân tiện vào thì cũng ghi hình cho các bác xem một chút cái công việc tiếp theo. Nhà chơ thì phá xong đá rồi. Bây giờ chỉ đợi công việc là ngày mai thợ đến và làm thôi. Có một cái nữa thì là hôm nọ thấy A Mỉ cũng làm việc với anh rồi thì chắc là cho đội thợ của em là nghỉ lại chỗ nhà cũ của anh. Được mà. Nhưng mà anh vẫn bảo làm gần đây thì mới vào đây kéo điện vào dùng luôn. Nhưng mà em Mỉ vẫn bảo là không dám ở. Thế anh Mỉ định ở đâu? Bảo là vẫn ở gần nhà đây. Ở đâu? Nó trên bà, nó tùy... Khán làm một cái lán. Khán làm một cái lán. Đi chăn, chăn cây về làm. Ông này bắt gà đi làm gì đây? Ông này bắt đi chơi. Còn bắt đi chơi nữa, thả cho nó đi chơi đi. Đúng rồi. Thế là anh Mỉ mà vẫn định dựng lán riêng à? Vẫn. Thôi, cái tùy đội thợ thôi, không quyết thế định thì... Chẳng qua thấy nhà của anh Báo kia biết là bàn giao cho bố mẹ rồi. Nhưng mà khỏi bố mẹ chắc bố mẹ vẫn cho sinh hoạt nhưng... Cái đấy thì mình... Thợ không thích ở thì cũng không biết. Đúng rồi. Mấy nay mưa gió nhiều quá, tối mưa gió rất nhiều. Mà các bác thấy rằng là ở quê hương Khâm là năm nay thiên tai nhiều lắm mọi người ạ. Đầu năm thì có những gọi là trận tai nạn xe, toàn là thiệt hại nặng thôi về tính mạng con người của cải. Sau đó là những trận mưa đá này, gió lốc này, mưa đá thì hai đợt.
xong đợt này sạt lở. Mấy hôm vừa rồi chỉ trên mạng là chỉ có thông tin rằng là sạt ở mười mấy người mất, rồi là bị thương, rồi là cả những em bé nữa. Trông thật sự là rất là xót xa các bác ạ. Mong sao rằng là mọi thứ nó đỡ khắc nghiệt hơn đối với cái gương của Khơm thôi. Người dân đã nghèo thì chớ mà là thiên tai rất là nhiều như này. Hôm nay đến đây đầu tiên là cũng phải báo cáo với lại các nhà hảo tâm. Ở đây có cô giấu tên và chú Minh rằng là cái con bò mẹ là anh em mình cũng đã quyết định bán. Thú thật rằng là cũng muốn hỏi ý kiến các bác lắm. Thế nhưng là lúc đấy cũng gấp quá rồi. Ở chú Minh thì ở Mỹ, cái giờ giấc thì khác với mình. Kể cả cô giấu tên ở Việt Nam thì cũng mong cô thông cảm, gọi cho cô thì không nghĩ rằng là cô cũng bảo anh em mình làm theo cái phương án này thôi. Thì cuối cùng là mình bán đi vẫn còn được tiền về là còn may rồi anh Táo ạ. Vẫn còn số tiền đấy là còn may rồi. Thế mình sẽ tiếp tục bán như thế thì vẫn may hơn. Không thì nhưng mà hôm cô không bán thì chắc là hôm nay nó vẫn không sống được. Thế thì em mới sợ thì A Páo bảo là anh lúc trước anh bị hai con như thế rồi thì em xin các bác là cho anh bán đi. Thì thôi thì bò bàn giao cho gia đình là của gia đình rồi. Thế bây giờ gia đình muốn bán vì nó bệnh như thế này thì mình cũng cho bán. Nếu mà trước có người hỏi mua 13 triệu như thế có khi mình bán luôn. Nhưng mà trước đấy thì nó vẫn không dịch bệnh như thế thì mình vẫn không ra bán. Vâng. Cảm ơn các bác nhé, rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Cháu Khâm xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.